Xin chào các bạn, mình là Cẩm Thơ, viên chức phòng trưng bày giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phong bao lì xì. Sản phẩm sau khi đã hoàn thiện thì chúng ta sẽ có được những chiếc phong bao lì xì như này. Trong quá trình thực hiện thì chúng ta có thể vẽ trang trí theo sở thích của mình để tạo ra những chiếc phong bao lì xì độc đáo mang cái phong cách riêng. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé.